này. Việt Nam từ lâu đã có những lợi thế không thể phủ nhận được trong việc sản xuất những sản phẩm hàng hóa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Với một nền văn hóa lâu đời, con người sống hòa hợp với thiên nhiên, nước ta có hệ thống làng nghề truyền thống trải khắp ba miền đất nước, nơi sản xuất ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, nơi cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao. Hàng trăm làng nghề là khởi nguồn của hàng trăm nghìn sản phẩm khác nhau. Nguồn nguyên liệu để sản xuất chủ yếu có sẵn từ thiên nhiên như tre, mây, gốm, sứ, đá, tơ lụa, sừng, ngà, bạc, đồng. Các sản phẩm cao cấp nhưng vẫn giản dị và tiện ích, xuất phát từ đời sống thường ngày của người Việt Nam đã làm du khách nước ngoài ưa thích. Tiềm năng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa là không có giới hạn về không gian và thời gian. Khi người tiêu dùng ưa thích những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, đồng nghĩa với việc những giá trị văn hóa của dân tộc ta sẽ được công nhận và tôn vinh. Tác động từ những sản phẩm mang hồn Việt đến hình ảnh Việt Nam là không thể thay thế và bắt chước được, bởi đây là những giá trị văn hóa độc đáo của một quốc gia. Tác động của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa đến người tiêu dùng là con đường bền chắc nhất để thị trường này phát triển, bởi nó kết nối giữa quá khứ và hiện tại, vật chất và tinh thần. Số lượng du khách tăng, các nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ bên ngoài đổ vào ngày càng nhiều, chứng tỏ thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được khẳng định. Là xã hội càng phát triển thì cái xu hướng của chúng ta và nói chung của tất cả mọi người thì đều là hướng về cội nguồn nhiều hơn, hướng về cội nguồn, hướng về tâm linh nhiều hơn, và họ càng muốn là khôi phục những cái gì đấy mà gọi là cái truyền thống, nét truyền thống hay là cái nét nghìn năm văn hiến của chúng ta. Như chúng tôi thấy thì rõ ràng là xã hội phát triển lên thì cái thị trường về thủ công mỹ nghệ cũng phát triển lên, sản phẩm nghệ thuật truyền thống cũng được tôn vinh hơn. Sản phẩm nghệ thuật thủ công mỹ nghệ là mặt hàng có truyền thống lâu đời của Việt Nam, được xuất khẩu khá sớm so với các mặt hàng khác, đã đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đồng thời có một vai trò quan trọng trong giải quyết một số vấn đề kinh tế xã hội tại nông thôn. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có mức độ tăng trưởng khá cao trong những năm qua, bình quân khoảng 20% một năm, với kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD trong năm 2004, đạt hơn 750 triệu năm 2007. Năm 2008, mặc dù bị tác động ít nhiều của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng kim ngạch xuất khẩu cũng đạt gần 1 tỷ USD. Thời gian qua, thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta ngày càng được mở rộng. Ngoài các nước chủ yếu như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, hiện hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có mặt tại hơn 163 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn. Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói, thảm trong 4 tháng đầu năm 2010 là hơn 66 triệu USD, chiếm 1,9% tổng kim ngạch, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam gần 106 triệu USD, chiếm 0,5% tổng kim ngạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tức là được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước về cái việc khôi phục làng nghề truyền thống, đưa các sản phẩm truyền thống của chúng ta đến với khách hàng trong nước cũng như đặc biệt là với khách nước ngoài, thì ngày họ càng quan tâm đến cái sản phẩm truyền thống của chúng ta hơn. Thế chính vì vậy mà cái thuận lợi của chúng ta đó là được cái lượng khách hàng quan tâm ngày một nhiều hơn. Càng ngày thì cái lượng khách hàng quan tâm đến các sản phẩm nghệ thuật của chúng ta càng nhiều hơn. Thì đấy là một cái tôi nghĩ cũng là cái rất là thuận lợi, cộng với cái sự quan tâm của các cấp chính quyền tạo điều kiện cho các cơ sở họ phát triển hơn, rồi các nghệ nhân họ cũng sẽ tâm đắc hơn về khi mà cái lượng khách hàng họ tập trung về nhiều hơn thì cái thu nhập của mỗi người sẽ tăng lên. Thì đây là cái thuận lợi mà theo tôi nghĩ là như vậy. Các mặt hàng nghệ thuật là một thế mạnh của Việt Nam, kinh doanh và xuất khẩu mặt hàng này mang lại giá trị thực thu rất cao. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm nghệ thuật đang có nhiều hạn chế, mà điểm đầu tiên cần phải cải tiến để tạo sự đột phá chính là khâu thiết kế kiểu dáng sản phẩm. Trong một khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, các sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam yếu nhất ở hai khâu: thông tin thị trường và kiểu dáng mẫu mã. Khảo sát đã chỉ ra rằng khi mà thị trường, nhất là thị trường các nước phát triển ngày càng bão hòa với các sản phẩm nghệ thuật truyền thống, thì sản phẩm có giá rẻ là chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chưa tạo ra được sức cạnh tranh. Việc tạo ra các mẫu mã riêng phù hợp với nhu cầu thị trường là cách tốt nhất để khẳng định mình, và khách hàng sẵn sàng trả giá cao cho những sản phẩm như vậy. Đây chính là năng lực cạnh tranh đích thực. Chúng ta thì cũng luôn thấy là trong thuận lợi thì cũng bao giờ cũng còn rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn mà như chúng tôi, bản thân công ty chúng tôi luôn gặp phải,
đó là cái sự cạnh tranh thì cũng ngày một khốc liệt hơn. Có rất nhiều những cái sản phẩm mà như chị thấy, nếu mà làm đúng quy trình, đúng công nghệ thì nó rất mất rất rất nhiều thời gian. Những người nghệ nhân, mỗi một tác phẩm của họ thì cũng như là một cái đứa con tinh thần của họ, họ thổi hồn của họ vào đó, thì cái công việc họ làm rất là mất nhiều thời gian, công sức, tiền của. Thì đấy là những cái, nếu mà tất cả cái sản phẩm đều ra như thế thì giá thành nó sẽ cao. Cái thứ hai nữa là cái, với các nghệ nhân thì chị cũng hiểu là bây giờ cái công sức của người ta bỏ ra làm sản phẩm thì rất là lớn. Thế vì thế là cái thu nhập càng ngày cái đòi hỏi cũng càng phải cao hơn. Thế nếu như mà chúng ta không đáp ứng được thì cũng rất là khó. Thứ hai nữa là về cái vốn mà để đầu tư vào cái thủ công mỹ nghệ. Thế khi đưa ra được một mẫu mới ra thị trường thì không phải là tất cả đều đã được chấp nhận. Thế thì có nghĩa là cái đồng tiền mà nó phải nằm lại ở cái đồng vốn mà mình bỏ ra thì nó cũng làm cái khó khăn. Tuy nhiên trong xu thế hiện nay, kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Đây không chỉ là sản phẩm mang giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần và văn hóa, rất được ưa chuộng với cả du khách quốc tế và người dân trong nước, những con người yêu nét đẹp văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Gu thẩm mỹ cùng với nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, hưởng thụ những giá trị văn hóa của công chúng đang phát triển theo đời sống vật chất. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầy tính nghệ thuật có thể trở thành đồ lưu niệm giá trị, món quà ý nghĩa hay đồ trang trí nội thất sang trọng cho ngôi nhà của chúng ta. Đây là tiềm năng và cơ hội đầu tư rất đáng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm. Thực ra nói là cái đầu tư vào lĩnh vực nghệ thuật cũng như là về cái sản phẩm truyền thống của các làng nghề Việt Nam thì nếu như được cái sự đầu tư kịp thời, đúng đắn thì tôi nghĩ vẫn rất thành công. Lý do là cái lượng khách hàng của chúng ta càng ngày càng lớn, càng ngày càng được thế giới quan tâm đến, khách nước ngoài cũng như là trong nước quan tâm rất nhiều về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Thì nếu như chúng ta có điều kiện để đầu tư thì chắc chắn rằng là chúng ta vẫn làm tốt, có chọn lọc. Thế và để phát triển được hơn nữa thì lượng vốn đầu tư chúng ta phải có, đội ngũ thiết kế chúng ta phải có, làm sao luôn là đưa những cái thiết kế cũng như là với các nghệ nhân chúng ta kết hợp được hài hòa thì chúng ta sẽ có những sản phẩm tốt và được thị trường cũng như là thế giới chấp nhận với cái mặt hàng của chúng ta. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm nghệ thuật nên đầu tư nhiều hơn cho thiết kế kiểu dáng sản phẩm, khắc phục nhược điểm về thiết kế, cải tạo ra những mẫu mã riêng phù hợp với nhu cầu của từng thị trường. Đây là cách tốt nhất để khẳng định mình. Thực tế cho thấy, nhu cầu thị hiếu về thẩm mỹ của con người luôn luôn biến đổi theo thời gian và theo từng thời điểm cụ thể. Đây là tâm lý tiêu dùng mà các nhà sản xuất, đầu tư kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nghệ thuật của Việt Nam cần nắm.